Từ ngày vác bụng bầu đến sinh cưới, mình đã bước một chân vào địa ngục. Ngày mình được xuất viện, vừa bước chân vào cửa thì quần áo của mình đã được để sẵn trước cửa. Bà lấy sẵn một chậu muối hất thẳng vào mặt mình và nói: "Cút ra khỏi nhà tao." Mình không bao giờ nghĩ ngày mình vác bụng bầu theo anh đến nhà xin cưới cũng chính là ngày mở đầu cho chuỗi bi kịch trong cuộc đời. Không phải là bố mẹ mà mình lại được nghe tiếng dạy dỗ của bà anh. Công mà đòi sánh với cú, mày mang bụng đến đây bắt vạ cháu tao à. Không có việc làm mày định để gia đình nhà tao nuôi báo cô mày à. Tay mình ù đi khi nghe những câu nói ấy, cùng với đó là ánh mắt sắc lẹm và những cái đập bàn từ phía bà. Nghe những tiếng mắng mỏ và những tiếng gõ bàn cạnh đó, ai có thể ngờ bà đã ngoài 80. Nước mắt tủi hờn nuốt trọn vào bên trong, vì bản thân mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Mang bầu trước được gia đình người ta cho cưới đã là may mắn lắm rồi. Trước khi cưới, mình được biết tiếng bà là người ghê gớm, nanh nọc, thích gây khó dễ cho người khác, nhưng vẫn không bao giờ tưởng tượng cuộc sống của mình lại bế tắc đến như vậy. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng mọi việc trong nhà chồng, bà là người quán xuyến, chuyện gì cũng phải thông qua bà. Bố mẹ chồng mình nghe lời răm rắp, không bao giờ được ý kiến nửa lời. Bao nhiêu năm làm dâu, nhưng mẹ chồng mình không bao giờ dám cãi bà dù chỉ một câu nhỏ. Mình ở nhà đồng nghĩa với việc mình trở thành ô xin của cả gia đình. Dù bụng bầu ngày một to, nhưng không ngày nào mình được nghỉ ngơi. Thức dậy lúc 5 giờ sáng và chỉ được phép đi ngủ khi phơi xong đống quần áo của cả nhà. Chồng mình thương vợ nên vẫn giấu bà đỡ đần mình. Khi về phòng, chồng chỉ biết ôm mình xin lỗi rồi bóp chân cho mình dễ ngủ. Một mình chồng đi làm, nhưng mỗi tháng vợ chồng mình cũng cố để ra 2 triệu để góp tiền cơm. Làm con ai chẳng muốn góp tiền nhiều, nhưng kinh tế không cho nên vợ chồng mình đành chịu. Song mình đâu có ngờ rằng cái việc đó lại là đề tài cho bà nội chồng đi bêu rếu hết gia đình cô dì chú bác tới hàng xóm. Người thông cảm không sao, người ác mồm ác miệng còn nói mình là kẻ ăn bám. Nhà chồng nuôi cả mẹ ả con, không có việc làm thì lấy chồng làm gì. Cứ tưởng lời ông tiếng ve nên mình cũng mặc kệ. Nhưng nhiều lần ăn cơm, bà đánh tiếng xa nói con dâu nhà này nhà kia đóng tiền ăn bằng cả năm đóng của vợ chồng mình. Lúc đó mình xấu hổ vô cùng và chỉ biết miếm thật chặt mồm vào, không dám nói điều gì. Mình mang bầu ngán rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần đến giờ và chưa kịp xuống nhà nấu cơm là bà lại hằng giọng từ dưới nhà lên, kêu có mỗi việc ở nhà với nấu cơm mà cũng không xong. Nên dù có mệt, mình vẫn cố gắng lết cái xác đi nấu cơm. Mình cứ như con thôi, vừa nấu vừa phải chạy đi, lấy hết cái này tới cái kia, phục vụ nhu cầu của bà. Nhiều khi nước mắt mình cứ rơi mà không thể nào kìm lại được. Không bữa ăn nào bà không chê món này món kia. Nhiều khi bà lấy đũa gãy hết thức ăn này tới thức ăn khác, miệng chê bai mà không thèm gấp một miếng nào. Bà tức giận, cả gia đình chồng cũng không ai dám ăn. Một mình ngồi bên mâm cơm, nhìn ánh mắt hằn học của cả nhà chồng mà mình thấy tuyệt vọng đến tận cùng. Ở nhà chồng có quá nhiều chuyện khiến cho mình dù có cố gắng thế nào cũng không có nổi được niềm vui. 9 tháng mang thai là 9 tháng mình sống trong nỗi buồn, rửa mặt bằng nước mắt, chan cơm bằng nước mắt. Nhưng có lẽ điều đó không ghê tởm và đáng sợ rằng việc bà chồng đối xử với mình sau khi mình sinh con. Ngày mình sinh con ở trong viện, bà vào ôm chắc mà ánh mắt sắc lẹm nhìn mình rồi ném ra một câu lạnh sống lưng: "Mày giống mẹ mày nên xấu thế này, mai kia chó nó thèm trước. Giống nhà bà giống ngọc giống ngà chứ đâu có đen hôi như mày." Vừa trải qua cơn đau cùng với bao nhiêu thứ căm hận dồn nén bấy lâu đã cho mình mạnh dạn nói thẳng vào mặt bà: "Con cháu xấu ngoại hình nhưng nhân cách của nó tốt đẹp không giống như bà." Mình vừa nói câu đó thì bà mắng chửi mình hỗn láo rồi xông vào đánh mình không thương tiếc. Chỉ khi có bác sĩ vào trong phòng thì bà mới chịu buông mình ra. Ngày mình được xuất viện, vừa bước chân vào cửa thì quần áo của mình đã được để sẵn trước cửa. Bà lấy sẵn một chậu muối, hất thẳng vào mặt mình và nói: "Cút ra khỏi nhà tao cái con ăn bám." Lúc đó mình đã định bước đi, nhưng nghĩ tới câu nói của mẹ đẻ, có chết cũng là ma nhà người ta. Nhìn con khóc lặng thèm sữa trong tay mẹ chồng mà mình không dám bỏ đi. Mình lặng lẽ bước đi trên phòng trong sự chửi rủa của bà. Chồng mình chỉ còn biết suýt xoa xin lỗi vợ mà không nói được câu gì an ủi. Mình hận gia đình nhà chồng, hận chồng không làm nổi chỗ dựa cho mình, nhưng mình cũng hận luôn cả bản thân mình thật ngu ngốc, nhu nhược.
Rồi đây cuộc sống của mình trong ngôi nhà này còn tiếp diễn thế nào, mình không dám tưởng tượng được. Tôi từ ô sin lên làm mợ chủ, nhưng cuộc đời càng tăm tối hơn. Trước kia chỉ làm giúp việc nhà cửa, giờ kết hôn rồi phải kiêm luôn việc giường chiếu của chồng. Tôi đã bước vào địa ngục trần gian này 10 năm rồi. 10 năm là con số quá đủ cho sự chịu đựng và lòng bao dung của tôi. Từ ngày mai tôi sẽ sống vì tôi, sống vì con tôi. Tôi sẽ không còn phải nhìn mặt ai dò xét nữa, sẽ không phải sống theo ánh mắt của người khác. Tôi đang trông chờ từng phút giây để trời mau sáng. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, từ nhỏ tôi đã quen với cuộc sống không cha mẹ. Tôi lớn lên nhờ sự đùm bọc của bà ngoại, hàng xóm láng giềng. Tất cả mọi người đã nuôi tôi khôn lớn nên ngày hôm nay. Tôi còn nhớ ngày về quê báo cưới, ai cũng khóc vì mừng cho tôi, ai cũng bình rịnh mà ôm lấy tôi chúc mừng vì được gả vào gia đình giàu có. Còn ngày mai khi tôi mang con trở về, có lẽ họ cũng sẽ khóc, nhưng khóc vì tại sao cuộc đời tôi lại khổ như thế này. Dù sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, nhưng tôi có ngoại hình khá ưa nhìn. Nhiều anh trong làng nhìn thấy tôi đều tán tỉnh, nhưng còn nhỏ nên tôi không bận tâm. Tôi muốn đi học đại học, nhưng tất cả chấm dứt khi năm 17 tuổi bà tôi đột quỵ qua đời. Tôi còn nhớ ngày ấy trời mưa tầm tã, tôi đội mưa tiễn bà mà khóc ngất. Bà là người tôi thương nhất, bây giờ cũng đã ra đi. Khi chẳng còn tiền, tôi khăn gói lên thành phố tìm việc. Bởi hàng xóm tốt đến mấy, nhưng khu nhà tôi cũng toàn người nghèo cả, họ giúp được dăm bữa nửa tháng chứ không thể nuôi tôi ăn học. Được một cô hàng xóm giúp đỡ, tôi lên thành phố vào làm ô sin ở một gia đình giàu có. Con trai của họ là một người kênh kiệu, có gì không ưng thì anh ta đá thụng nụng địa. Còn ông bà chủ cũng không vừa, họ làm nghề cho vay nặng lãi, nên nói ra câu nào là sắc sói câu đó. Chỉ cần tôi làm gì không ưng ý thì cả ngày đó sẽ chẳng có cơm mà ăn. Hôm ấy tôi đang ngủ trong nhà kho thì nghe tiếng đập cửa. Tôi nghe giọng cậu chủ nên mở cửa thì anh ta choàng lấy tôi và cướp đi đời con gái của tôi. Ngày ấy còn non nớt, lại sợ mất việc nên không dám chống cự. Cho đến khi tôi có biểu hiện ngán thì bà chủ phát điên lên vì nghĩ là con của ông chủ. Hỏi ra thì tôi nói là con của cậu con trai. Lúc đó bà nghĩ tôi hiền lành ngoan ngoãn, lại chẳng có gì sau này dễ sai bảo nên cho tôi kết hôn với con trai bà. Ngày cưới tôi chẳng quen ai trong dàn khách mời, cũng chẳng rước dâu đón dâu gì cả. Họ còn chẳng cần biết đến quê tôi ở đâu nữa. Lúc đó tôi mới thấy tủi thân vô cùng. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi vẫn như thế, thậm chí còn tủi hổ hơn. Trước kia chỉ làm việc giúp nhà cửa, giờ kết hôn rồi phải kiêm luôn việc giường chiếu của chồng. Chồng đi uống rượu về làm gì không ưng ý thì việc ăn tát là chuyện bình thường. Thậm chí khi tôi bầu 6 tháng, anh ta còn bắt tôi nằm dưới gầm giường, chỉ cần tôi lồm cồm bò lên giường, anh ta sẽ đạp cho tôi ngã dù xuống đất. Tôi nằm đất đến khi sinh con thì mới lên được giường nằm. Thời gian ở cữ của tôi chỉ vỏn vẹn một tuần, họ cho tôi một tuần lại sức. Lạy trời, sức khỏe của tôi và con đều ổn cả. Có những ngày chồng tôi dắt người tình về nhà, họ ngang nhiên ngủ trên giường cưới của tôi mà chẳng chút áy náy. Thậm chí tôi còn phải mang hoa quả, nấu đồ ăn cho họ ăn đêm. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình rất ngu ngốc khi cứ như người vô hình vô cảm để họ chà đạp lên lòng tự trọng mãi như vậy. Thôi thà ác với tôi, nhưng con tôi họ thương đã đành. Đằng này họ chẳng đói hoài gì đến con gái tôi, có lẽ họ mong ở tôi một đứa con trai hơn. Hôm qua con gái tôi đi học về, thấy bố đang đánh mẹ nên vội vàng lại can, thì anh ta tát con tôi chảy máu miệng. Đến giờ nhìn con nằm ngủ, một bên mặt tím sẫm, tôi như đứt từng đoạn ruột. Nhìn bạn bè bằng tuổi mình đang có cuộc sống tự tại, tôi lại thèm khát vô cùng. Hôm nay tôi hỏi con có sợ một cuộc sống không có bố không? Nó úp mặt vào lòng tôi nói, chỉ cần không ai làm khổ mẹ. Quyết định rồi, ngày mai khi cái gia đình này đi làm hết, cũng là tốt tôi sẽ ra đi. Họ luôn nghĩ tôi không dám đi đâu cả vì tôi không bằng cấp, không địa vị. Nhưng ngày mai tôi sẽ chứng minh cho họ thấy, con Dung xéo mại cũng quằn, huống gì tôi là con người. Có lẽ tôi phải giải thoát cho cuộc đời mình thôi. Tôi không muốn sai lầm của cuộc đời kéo theo sự ám ảnh về người bố trong mắt con gái tôi. Tôi làm thế liệu có đúng tôi không? Có nên tha thứ cho vợ dù bị cắm sừng 2 lần? Có lẽ ông trời vẫn còn trêu đùa tôi khi mấy ngày trước đây thôi, tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ. Tôi và Lam cùng lớn lên tại một vùng quê nghèo tại một tỉnh miền Trung, cùng nhau trải qua những kỷ niệm từ tấm bé.
chúng tôi đã nảy sinh tình cảm khi cả hai cùng vào cấp 3. Hết lớp 12, tôi thi đỗ đại học và lên Hà Nội. Lam học tại trường trung cấp ở tỉnh. Thời gian đầu, tôi thường xuyên về thăm nhà mỗi tháng một lần vì nỗi nhớ em. Nhưng sau đó, phần vì học hành bận rộn, phần vì phải đi làm thêm để phụ giúp gia đình, nên tôi cũng ít về nhà hơn. Tình yêu và nỗi nhớ của tôi dành cho Lam đều nằm trong những bức thư tôi gửi cho em hàng tuần. Nhưng rồi, với guồng quay của cuộc sống, những cánh thư thưa dần. Vì học trung cấp nên sau 2 năm, Lam đã ra trường và tìm được việc làm tại một cơ quan của tỉnh. Vì đều hiểu hoàn cảnh của nhau nên tôi và Lam luôn động viên nhau cố gắng vượt qua giai đoạn thử thách này. Khi có thời gian rảnh rỗi, Lam cũng thường bắt xe lên thăm tôi rồi lại về ngay ngày hôm sau. Mặc dù cùng ngủ chung trong một căn phòng nhưng tôi chưa bao giờ làm gì vượt quá ranh giới với Lam. Do chăm chỉ làm việc, cùng với sự thông minh thiên bẩm, tôi thường nhận những dự án công nghệ thông tin về nhà làm, vừa để nâng cao năng lực và cũng vì công việc này kiếm được nhiều tiền hơn, với hy vọng khi ra trường, tôi có thể có một khoản vốn nho nhỏ để đón Lam lên ở cùng. Đúng là chuyện đời không ai biết trước được chữ ngờ. Một đêm tháng 3, khi đang ngồi nhớ về Lam thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Vội vàng ra mở cửa, tôi bất ngờ không tin vào mắt mình khi người gõ cửa không ai khác là Lam. Chỉ hơn 2 tháng chưa gặp nhưng Lam trông thật khác lạ, gương mặt tiều tụy hơn, nước mắt thì đang lăn dài trên gò má người con gái tôi yêu. Lo lắng gia đình có chuyện chẳng lành, tôi đón em vào phòng và hỏi đầu đuôi sự việc. Lam trả lời qua làn nước mắt: "Em có thai hơn 3 tháng rồi, anh cứu em với." Nghe Lam nói tôi như chết đứng. Mãi một lúc sau tôi mới thốt lên được: "Tôi và Lam chưa từng vượt qua giới hạn, sao Lam lại có thể có thai hơn 3 tháng?" Và khi nghe Lam kể lại sự việc, lòng tôi như chết dần từng khúc một. Lam kể, vì đặc tính công việc nên cô thường phải đi gặp đối tác ở các công ty khác. Và cô đã gặp Phong trong một lần đi gặp đó. Phong là trưởng phòng của công ty mà Lam đến làm việc. Đẹp trai lại có tài ăn nói, công việc thường xuyên gặp mặt, Lam đã không thể giữ mình sau những lời đường mật của Phong. Trong thời gian qua lại với Phong, Lam vẫn gặp tôi và nói chuyện bình thường. Sau khi phát hiện mình có thai, Lam có nói cho Phong, nhưng vì anh ta phủ nhận và còn dùng những lời lẽ cay độc để chì chiết cô. Không còn biết bám víu vào ai nên Lam tìm đến tôi. Vì ở quê tôi nếu chưa có chồng mà chữa thì không chỉ Lam mà cả gia đình em đều phải chịu điều tiếng nặng nề. Vì tình cảm tôi dành cho Lam quá lớn nên sau một tuần suy nghĩ, tôi quyết định dẫn em về nhà và xin phép hai gia đình cho chúng tôi được kết hôn. Sau khi cưới, tôi đón Lam lên Hà Nội. Do đã có thai nên Lam không thể xin việc mà chỉ ở nhà cơm nước cho tôi. Khi ấy tôi đang học năm cuối đại học. Để có tiền cho Lam và cái thai trong bụng, tôi làm việc nhiều khi bỏ cả học trên lớp. Lúc Lam sinh, không có tiền tôi còn phải đi mượn thêm. Từ sau khi cưới nhau về, Lam luôn tránh né tôi và tôi cũng không đủ bao dung để có thể đụng vào người em. Chúng tôi cùng nhà mà sống như hai cái bóng. Thời gian sau đó tôi tốt nghiệp đại học và kiếm được việc làm với mức lương kha khá. Con gái lớn đi nhà trẻ nên Lam cũng xin được vào làm ở một công ty tư nhân. Quan hệ giữa tôi và em cũng dần trở nên dễ chịu hơn. Tôi đã tha thứ hoàn toàn cho em và chúng tôi có với nhau một đứa con trai. Những năm tháng sau đó, vì tình cảm dành cho Lam và hai con, tôi lao vào công việc, nhận nhiều việc hơn, chấp nhận đi những dự án xa để kiếm thêm thu nhập. Dần dần tôi được cấp trên tin tưởng và cân nhắc lên vị trí cao hơn. 10 năm sau ngày cưới, tôi và em đã có nhà riêng cùng hai đứa con xinh xắn. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn trêu đùa tôi. Khi mấy ngày trước đây thôi, tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại của Lam. Em vẫn còn nhắn tin qua lại với Phong. Tôi có hỏi thì Lam chỉ nói rằng Phong liên lạc với em chỉ vì muốn hỏi thăm tin tức của con gái. Tôi biết chuyện của em và Phong không đơn giản chỉ là tin nhắn hỏi thăm con gái. Bây giờ tôi không biết phải làm sao. Liệu tôi có nên tin em tiếp tục tha thứ cho em để con tôi có một gia đình trọn vẹn, hay tôi nên từ bỏ con người phụ bạc đó và tìm cho mình một hạnh phúc mới hơn?